Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Nghệ sĩ Tài Linh tên thật là Huỳnh Thị Phú Nhân, sinh năm 1956 tại Sài Gòn. Cha cô là quê Bình Định, mẹ là người Bến Tre. Hai ông bà chú tiệm may Ngọc Châu ở đường Ngô Tùng Châu, một tiệm may Âu phục rất nổi tiếng ở Sài Gòn. Tài Linh cổ khai sinh Phú Nhân. Phú Nhân là kỷ niệm một làng quê xa lắc xa lơ của cha cô, đó là phố Phun Thú Nhân, Tống Tài Lương, phố Bồng Sơn, tỉnh Quy Nhơn, cho nên tên của chị Tài Lương em là Phú Nhân. Tài Linh có 7 anh chị em và 3 người theo nghề cùng nối danh. Chị là nghệ sĩ Tài Lương, đoàn cải lương Sài Gòn 3. Tài Lương cùng chồng là nghệ sĩ Minh Tâm, đi định cư tại Pháp hồi tháng 5 năm 1981, khi đó là nghệ sĩ Tài Linh. Là em trai tên Huỳnh Trung Đức, sinh năm 1964, nghệ danh là chị Linh. Tài Linh có 3 chị em, 3 người theo nghề hát và cùng nối danh, chị là nghệ sĩ Tài Lương, đoàn cải lương Sài Gòn 3. Tài Lương đã cùng chồng là nghệ sĩ Minh Tâm đi định cư tại Pháp hồi tháng 5 năm 1981. Khi đó là nghệ sĩ Tài Linh và em trai Huỳnh Trung Đức, sinh năm 1964, là nghệ danh chị Linh. Vợ của chị Linh là nghệ sĩ Vân Hà, con gái sàn sái Vân An. Tài Linh theo nghề hát cải lương và do hoàn cảnh đưa đấy, chứ không phải do Tài Linh cố nhạc. Xin gia đình cho đi học nhạc như trường hợp của Vũ Linh hay nghệ sĩ Kim Tử Long Ngọc Huyền. Vì cố nhạc tân nhạc và tấu hài, trên lĩnh vực nghệ thuật nào Tài Linh cũng thành đạt khó có người hơn cô. Vì đời sống gia đình, Tài Linh có nhạc sĩ Việt Cường. Việt Cường và Tài Linh là đôi bạn học thân thiết và yêu nhau từ khi còn chung bãi trường. Cả hai cùng chung sống gia đình hạnh phúc. Cả hai sống hạnh phúc đến nay hơn 20 năm, có hai con trai nay đã học thành tài. Tài Linh phấn đấu không ngừng sự nghiệp, tánh tình hiền lành dịu dàng, nếp sống bình dị nên thành công trong sự nghiệp, sân khấu và đạt được hạnh phúc gia đình bền vững. Hiện nay Tài Linh và gia đình định cư ở nước Hoa Kỳ. Về đời sống gia đình, chồng Tài Linh là nhạc sĩ Việt Cường. Việt Cường và Tài Linh là đôi bạn học thân thiết và yêu nhau từ khi còn chung bãi trường. Cả hai chung sống hạnh phúc đến nay hơn 20 năm, có được hai con trai nay đã học thành tài. Tài Linh phấn đấu không ngừng vì sự nghiệp, tính tình hiền lành dịu dàng, nếp sống bình dị nên thành công trong sự nghiệp, sân khấu và đạt được hạnh phúc gia đình bền vững. Hiện nay Tài Linh và gia đình định cư tại Hoa Kỳ. Gần đây cô tham gia nhiều chương trình cải lương ở Quận Cam, ở sân gấp và rất được khán giả đồng hương ở hải ngoại tán thưởng. Ba mất cuộc sống gia đình khó khăn, đi học cổ nhạc và có những vai diễn đầu tiên năm 1977. Năm 1977, cha của Tài Linh bị bệnh mất thời buổi, tiệm may Âu phục ấm ý và mẹ giao cho con cái lớn quản xuyến tiệm may. Bà dẫn Tài Linh, chị Linh và em gái út về quê Bến Tre sinh sống. Nữ nghệ sĩ Tài Lương hát ở đoàn cải lương Sài Gòn 3 khi có dịp cô về Bến Tre thăm mẹ và các em. Cuộc sống ở dưới quê khó khăn nên Tài Lương đưa Tài Linh về Sài Gòn làm nhân viên bán vé hát của đoàn cải lương Sài Gòn 3. Năm 1977, Tài Linh được 21 tuổi. Cô được các nghệ sĩ trong đoàn như Thanh Điền, Thanh Kim Huệ ngợi khen. Tài Linh được may mắn các nghệ sĩ đàn anh đàn chị như Thanh Điền, Thanh Kim Huệ, Thí Lan, Lan Chi, Hề Thanh Việt. Trong đoàn cải lương Sài Gòn 3 chỉ dạy nghệ thuật, ca diễn nên Tài Linh đã diễn rất thành công hai vai diễn đầu tiên trên sân khấu đoàn sông Sài Gòn 3. Là vai Mai trong vở Mai Tóc, Người Vợ Trẻ và Mai Sa Long trong vở Tình Ca Biên Giới. Tài Linh đến với người cha đã mất nên cô lấy được tên cha Ngọc Châu là nghệ danh của mình. Thập niên 1990, Vũ Linh là kẹp nam chạy show lần quay video lớn nhất. Có lần nữ nghệ sĩ Tài Linh gần như ôm tròn thị phần này. Đến nay số video bà quay lên đến hàng ngàn và gần như không nhớ nổi. Lúc thì những cuộc video tân cũ giao duyên, khi thì những vở cải lương tâm lý xã hội. Và chuẩn nhất là những vở tuồng cổ theo tịch đoạn như Thần Nữ Dừng Ngũ Linh Kỳ, Tình Được Duyên Trăng, Lương Xuân Bá Chúc Anh Đài, Tâm Đá Châu Ngọc Long, Châu Quân Công Hố. Sẽ tiêu sốt với những không nhắc đến mưa bụi,
cuộc đời dạo chơi tình cờ của bà cũng giàu những trữ tình. Chia sẻ vì cư duyên đến với âm nhạc, Tài Linh nói, năm 1990, các thứ video cải lương rất thịnh hành và trong quá trình quay các tuồng cải lương sẽ thiếu thốt như những nhạc đến mưa bụi, cuộc đời dạo chơi tình cờ của bà ở dòng nhạc trữ tình. Chia sẻ vì cư duyên đến với âm nhạc, Tài Linh nói, những năm 1990, các video cải lương rất thịnh hành và trong quá trình quay các tuồng cải lương cho sao diễn Minh Châu thì anh ấy nhận rất tốt, có khả năng ca nhạc nên mời tôi làm CD ca nhạc, CD đó hát với ca sĩ Đình Văn, có bài Ngẫu Hứng Lý Qua Cầu rất được khán giả yêu thích, từ đó khán giả cũng chấp nhận mình hát tân nhạc, sau đó đến với Mưa Bụi và những cùng không ngờ thành công đến đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.